Dạ vâng, hello cả nhà. Vâng, chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Lan Rừng Hồ Công. Tiếp tục trong phiên buổi trưa hôm nay, trưa ngày 14 tháng 11. Vâng, em tiếp tục chia sẻ những dòng kiếm gọi là quốc dân, vị hoàng và một số đơn Taiwan vừa tách xong ạ. Dòng Taiwan này thì là cái dòng kiếm nhập ở bên Đài Loan các bác nhé. Đấy, một cái dòng kiếm mặt bông lưỡi rất là đẹp, rất là bầu. Bông rất là sai, bông sai hoa mọi người ạ. Đây này, đây là bông Taiwan Gold. Đấy, một trong những mặt bông phải nói là rất đáng sưu tầm ạ. Cần hoa to, cánh bầu. Đấy, và rất là sai bông. Rất là đẹp các bác ạ. Đấy, bác nào mà chưa có giống Taiwan Gold này thì các bác có thể là sưu tầm. Thì có 4 đơn thôi. Thì cái dòng này là cái dòng Taiwan, là thân lá nó thẳng đứng này. Và lá nó có hình chữ V các bác nhé. V này, và thân lá rất là thẳng. Cái chậu này thì do hôm vừa rồi là mưa bão ấy, thì nó bị gọi là bị rơi xuống các bác, bị đổ xuống nên là nó bị gập lá cũng cơ số, nhưng mà được cái là nó lên măng rồi. Đã lên măng, lên mầm này, thì mọi người là mình sưu tầm thì mình nuôi thế hệ tiếp theo rất là đẹp các bác nhá. Vâng, em sẽ đi vào đầu tiên là cái dòng Taiwan Gold. Thì có 4 đơn. Cái mã số 1 này này thì là 3 thân sừng trâu. Đấy, phải nói mã này thì rất đẹp đấy. Cái dòng Taiwan các bác nhìn thẳng, thân lá cứ thẳng đứng luôn. Và lá hình chữ V này, đấy, giống thép hình chữ V đấy. Và đầu lá, đầu măng là phải sạch tinh nhá. Phải sạch tinh nhá, nó không có vết đen đâu. Vì cái dòng gọi là dòng gọi là hàng va đấy. Đấy, mã số 1 là 130k. Tất cả đơn hàng thì em sẽ bao ship cho mọi người. Đấy, em sẽ bao ship thì mọi người chỉ trả về cái đơn hàng thôi, để biết mình là phải trả cái số tiền bao nhiêu, chứ không phải là biết là thí dụ như ship cao quá hay này kia, nên mọi người không phải lo về tiền ship. Đấy, đơn hàng đã bao gồm phí ship rồi. Giá vườn em thì em chuyên xỉ lẻ thì giá là rất rẻ, phải rẻ nhất thị trường rồi các bác. Còn cây giống thì em bảo hành tuyệt đối cho mọi người về cây phải chuẩn giống 100%. Đấy, thứ nhất là vợ chồng em cũng là giáo viên. Đấy, nên là về cái phẩm chất thì bác yên tâm về vấn đề cây cối ạ. Đây ạ, cái mã số 2 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân nhưng mà nó có những cái lỗi thì em vẫn báo lỗi với mọi người. Đấy, cái mã này thì em giao lưu cho mọi người với cái giá là 230.000 đồng. Bao ship rồi, là mã số 2. Sang cái mã số 3, đây cái mã này cũng lỗi. Thì do nó bị rơi xuống các bác, thì nó bị trúc xuống thì nó bị gọi toác lá này, nhưng mà nó lên măng rồi nhá. Lên măng, lên thân tơ này, rất là đẹp này. Cái mã này thì em giao lưu cho mọi người 170.000 đồng thôi. Cái mã số 3. Sau cái mã số 4, đúng ra cái này nó cùng luôn, nó bị rời. Đó, nó bị rời thì bác phải trồng thành hai chậu. Cái thân này nó về nó rất dễ ra hoa này. Để cái thân bánh tẻ này nó cực kỳ dễ ra hoa luôn, mọi người lấy về trồng được ngắm hoa luôn đấy. Cái mã này 1 2 3 4 nó bị lỗi này, bị lỗi mất mấy lá nhá. Thế thì em cứ báo lỗi với mọi người, để đến khi mọi người nhận sẽ biết là cây nó sẽ bị lỗi. Mọi người về mình người chăm, quan trọng cái giống nó chuẩn các bác ạ, thân thủ nó to lắm. Mã này em giao lưu cho mọi người 130.000 nữa thôi. Đó là cái giá rất là rẻ đấy, mọi người sưu tầm cây giống chuẩn đấy. Đó là cái dòng Taiwan Gold. Tiếp theo là cái dòng Vị Hoàng. Vị Hoàng thì nó là một trong những cái cây quốc dân. Nó nằm trong cái bộ tứ đại danh kiếm tiên vũ Việt Nam, gồm có Phan Chí, Xanh Huế, Vị Hoàng và Vàng Tây Ninh. Ngày xưa nó luôn là cây quốc dân, mà hầu như cái vườn nào mà chơi lan kiếm á, cũng phải có một cái chậu Vị Hoàng ở trong vườn các bác ạ. Đó, mặt bông của nó là 5 cánh vàng và lưỡi đốm trắng. Nguồn gốc cây này là ở xuất xứ là từ Nam Định mọi người nhé. Từ Nam Định, cái tên là lấy tên một con đập. Con đập ở thành phố Nam Định, con đập đó bây giờ bị lấp rồi. Bây giờ thì lại có cái phường Vị Hoàng đấy, hoặc khách sạn Vị Hoàng. Cái tên đấy. Cái mã số 1 của Vị Hoàng này là 3 thân và kèm 2 măng sừng trâu này. Đấy, 3 thân 2 măng. Cái này thì em sẽ nâng lên, em nhổ lên, em gửi nhá. Thì bây giờ gửi cái chậu thì rất là nặng các bác ạ. Cái chậu này cực kỳ là nặng, mà gửi nó cũng không đảm bảo, nó lăn lóc mình không rằng chắc nữa. Thì nó lăn lóc thì nó sẽ ảnh hưởng tới cây. Đấy, thì em sẽ nâng lên em gửi cho mọi người. Mọi người về trồng rất đơn giản thôi. Sắn đặt vào trồng là những cái rễ nào chết thì mình bỏ đi, rễ nào còn nguyên thì các bác đặt sang cái chậu khác, các bác cho giá thẻ vào thôi. Mã số 1 140.000 đồng, bao ship, 3 thân 2 măng. Mã số 2 này rất đẹp luôn. Mã số 2 3 thân đẹp 130k, bao ship rồi. Mã số 3 này 3 thân 1 mầm, và mã này cũng 130k, bao ship. Mã số 4 là chậu tác phẩm. Chậu này rất là đẹp mọi người. Mọi người nhìn này, thấy rất là đẹp luôn ạ. 1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân. 10 thân một măng này, hai măng này. Đấy, cái măng này em không tính thân, em tính măng các bác nhá. Đấy, 10 thân hai măng. Chậu không thể chê vào đâu được. Chậu này em giao lưu cho mọi người là giá là 330.000 đồng. Em bao ship, nếu mà đóng được cái chậu thì em sẽ cố gắng đóng, còn nếu không được thì em sẽ nâng lên nhé mọi người. Chậu rất là đẹp luôn ạ. 330.000 đồng đã bao gồm phí ship rồi. Tiền ship của cây lan thì nó rất là cao. Nó rất là cao. Đó là chậu số 4 mọi người. Nên là mọi em bao ship, nên là mọi người là nếu mà tính ra thì có hơn 200 xíu xíu đó. Chậu cuối cùng này, số 5. Chậu này rất là côn, côn lùn các bác ạ. Côn lùn này các bác về trồng với cái chậu nó cao cao một chút thì nó rất là đẹp nhé mọi người. Đấy, em xoay nghiêng cho mọi người xem này. Đấy, nằm nó rất là đẹp luôn ạ. Chậu này cỡ bắt tầm 12 13 thân này, chậu này thì em giao lưu là 301 thôi. 310.000 là cái chậu cuối cùng. Cái chậu vị hoàng nhé mọi người. Em qua em xả cái hàng này nhá. Xả cái hàng cái dòng này là dòng lai còn ít thôi. Thì em xả là 20 chậu cho 100.000 đồng, bao ship cho mọi người rồi. Cái hàng lai thì nó rất là nhiều mặt bông đây này, mọi người để ý này. Nó cực kỳ là nhiều cái mặt bông khác nhau, nó có ra những bông cánh bầu, những bông vàng, những bông xanh. Đấy, cái lô này thì em thấy đầu lá nó toàn là trắng. Sạch hết thì khả năng nó ra những cái bông sẽ rất là đẹp đấy mọi người. Đây này, nó hay ra những cái bông, đây như những bông này là bông nó lai với đại long đao, nó hay ra cái lưỡi nó rất là to, rất là bầu nhá. Đây này. Đó, những cái cây cánh mai là lưỡi bầu, cái này là lai đại long đao và lai xanh Huế. Nếu mà lai xanh Huế thì nó là ra cái lưỡi trắng đấy mọi người. Đấy, nó ra cái lưỡi trắng giống như cái bông đây này. Đó. Thì em xả cho mọi người là giá là 100.000 đồng cho 20 chậu như thế này. 1 này. 2 3 này. Nó có tên đây này, đây là lai với là thằng vàng củ chi mọi người này. VCC đây này. Đó, nên là mọi người thấy đầu lá này, đầu lá nó rất là sạch luôn nhá. Cái này thì những cái chậu xấu này thì em tặng thôi, em sẽ lựa cho các bác những cái chậu đẹp. Đây là 20 chậu nó rất được nhiều. 20 chậu như thế này các bác về trồng thành 20 chậu một năm sau nó thành bụi to luôn á. Đó, là em xả là 100.000 đồng 20 chậu bao ship rồi. Em lựa sẽ chọn lựa những chậu đẹp cho các bác. Và tiếp tục xả cái dòng này này. Cái dòng này là nó cũng lai đấy, là cũng cây lai giống như cây đó luôn. Đó, rất là đẹp và đầu lá rất là sạch các bác này. Cái này thì các bác về có khả năng được chơi hoa luôn đó. Đó, côn lùn chiều cao tầm 30 hơn 30 bản lá rất là to, rất là đẹp nhá. Đây, toàn chậu đẹp thôi. Em xả cho mọi người là 50.000 cho một chậu nhưng mà không bao ship đâu. 50.000 cho một chậu nhá. Vì là chậu này nó cỡ mấy mười mấy thân đó. Rất là đẹp luôn ạ. Cái lô này cực kỳ đẹp luôn. Lô này rất là em bán khoảng tầm mấy trăm chậu như thế này rồi. Và gần cả 1.000 chậu đấy các bác, chứ không phải là mấy trăm đâu. Và cái lô rất là đẹp này, em bán là 50.000 thôi. Đấy, xả cho các bác về trồng sân vườn, trồng quán cà phê, trồng nói chung là thích ở đâu các bác trồng ở đó. Một cái lô rất đẹp luôn, em sẽ chọn những chậu đẹp nhất để gửi cho các bác trước. Bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nhé. Vâng, thì mọi chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại. Em sẽ lưu, em sẽ gọi là chạy ở trên cái video luôn. Đấy, hai số đấy đều dùng Zalo. Đấy, thì các bác, cô chú, anh chị mình có thể là kết nối cho em qua Zalo này, hoặc là điện thoại trực tiếp cho em để chốt đơn hàng ạ. Vâng, em xin phép xuống lại đây. Đây là khu vực vườn phía trên em. Rất là nhiều loại luôn ạ. Phan Chí rồi là Huế rồi là nói chung là đủ loại luôn. Hàng lô hội rất là nhiều này. Cực kỳ nhiều. Đấy, rồi là mọi người nếu như mà chưa đăng ký kênh thì cho em link một lượt đăng ký kênh nhé. Đấy, khi nào các bác cần có nhu cầu và cần chơi lan kiếm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Em là chuyên cung cấp mình lan kiếm, hàng cây giống chuẩn, uy tín chất lượng và đảm bảo. Em xin phép xuống live ở đây. Chúc cả nhà mình luôn luôn sức khỏe, may mắn mọi người nhá. Em chào tất cả mọi người ạ.